Xin chào các bạn. Hôm qua hôm kia thì chiều nào cũng có hai đá mưa, mà có cái đá mưa đầu thì nó gió quá. Ở chỗ các bạn làm sao rồi, gió mấy làm sao, có chằng nhánh này kia ngon lành không? Mình buộc hết rồi nè. Này là của mình là hơn 70 ngày rồi. Lá này kia nó cũng lụa hết rồi các Hôm nay là ngày thứ hai mà mình còn đứng đây mình quay được, là mình nói chung là cũng định thần lại dữ lắm rồi. Mình sẽ cho các bạn xem cái này. Cái F97 nè các bạn. Bữa nay là nó được bảy mấy ngày rồi đó các bạn. Nó sớm hơn ta. Một lát mình kêu lái vô là mình bán luôn. Nó kêu rồi, nó kêu có bố góp rồi. Kêu lái mình bán luôn, mình cho các bạn xem này nè. Đó, gãy nhanh. Bạn thấy mệt không? Trồng sầu riêng mà ra mà nhìn cái ngày này hôm qua là mình ra mình nhìn là mình ngồi mình muốn khóc luôn rồi. Bạn coi này, cái nhánh nè. Sầu riêng nhà tôi á bạn. Tôi thì lúc nào tôi cũng kêu người ta buộc. Mà tới chừng cái cây của tôi thì tôi không chịu buộc. Cái nhánh này tôi nghĩ là nó không có rớt đâu. Bạn coi nè, nó tét và nó quất một lỗ luôn nè. Rồi. Trái thì bác coi nó nằm la liệt luôn. Hôm qua là tôi giục mớ rồi. Coi nè. Trái bự gì mà nó ấy rồi nè. Buồn thấy ghê luôn các bạn ơi. Trồng sầu riêng mà, mười mấy trái. Coi nè. Vậy không đó. 13 trái mà hôm qua mình giục với mưa hết hai trái rồi kìa. Giục nổi lên bỉnh kìa. Mà hôm qua kêu lái vô thì lái nó chim rồi các bạn. Mình xịt mà hai một một cữ mà cơm lên nè các bạn. Bạn có cơm nè. Lên cơm rồi hả? Đó, thằng lái này nó nói là kiếm lái rồi để cho ta làm kem á, thì người ta vú là ngon lành luôn nè. Thì bây giờ mình cũng không biết làm sao giờ nữa, có chuyện gãy cành. Cái chuyện gãy cành là hình như là hầu như ai cũng cũng trải qua hết trơn đó các bạn. Trồng sầu riêng mà không gãy cành là không phải trồng sầu riêng. Thật sự nó để lại cho mình một cái lỗ quá lớn. Nó tét từ trong ra mà phải coi nó lỗ nè. Ôi trời, tôi không biết tới chừng nào mà nó lành cái da lên nữa. Ui, 13 trái đã ra đi theo việc ông bà. Còn ở trên này hai mấy trái cũng đỡ. Chứ thôi là tôi chết sớm theo nó luôn rồi. Sao tự nhiên cái cành này mà tôi lại không có buộc nữa. Tôi cũng còn mấy cành nữa các bạn. Ôi, cái cành này tôi cũng y nữa nè. Mà hôm bữa gió dữ quá. Trời ơi trời, tính ra cành này tôi cũng không y nữa các bạn. Đúng ra cái cành này mà nó rớt cái nữa chắc tôi cũng rớt theo nó luôn quá. Những bạn mới á mà chừng nữa mà có làm á thì các bạn nên giống cái nhánh này lên. Tôi đi nhiều chỗ tôi thấy mấy bạn thờ ơ lắm. Tôi cũng thờ ơ theo luôn. Cuối cùng tôi chết trước. Ở trên thì tôi mới có buộc đít trái không mà tôi cũng không giống nhánh nữa. Thường thường mưa á bạn, mưa nó xuống. Mưa xuống rồi cây nó nặng cây thêm. Mà cây này 13 trái rồi các bạn, thấy trái này nè. Trái này tầm 2 ký mấy 3 ký không à. Rồi giờ bán cho ai vậy? Mới 70 ngày à, mới lên cơm sơ sơ à. Hôm qua tính đi thăm vườn mấy mấy anh kia mà ra cái ngồi hết tinh thần. Bạn coi nè, có nằm sát lai vậy nè. Mười mấy trái. Rồi thua luôn. Bởi trồng sầu riêng này thì trái thì ham mà còn gãy nhánh cũng mới mệt nữa các bạn. Bây giờ các bạn thôi, hôm bữa mình quay cho các bạn là thấy cái dàn cây ghê không. Bây giờ nó quất một cái nè. Giờ chỉ biết thở dài thôi chứ không biết gì hết trơn. Nhưng mà được một cái là mình sẽ nói với các bạn là hôm bữa mình xịt lên cơm là mới 3-4 ngày đó các bạn. Mình dứt cử phân đó. Ngày 69 là bắt đầu mình dứt cử phân cuối rồi luôn đó. Là chỉ có 4 ngày các bạn thấy nó lên cơm. Nhanh ghê. Còn cây trong này nói chung là tạm thời mình đã lấy được đủ số đọt hết rồi.
thì chủ yếu cho các bạn xem là để các bạn coi các bạn giống nhánh lên. Đó, chia sẻ cho các bạn là các bạn làm giống nhánh đi. Một số anh em mình thấy mình thì cũng y y, mình vô vườn mình nói trời ơi đâu có cần mà phải giống nhánh dữ gì ta, nhưng mà mình sai lầm. Thì nói chung là cái gì cũng phải có cái giá nó nha các bạn, muốn có kinh nghiệm là phải trả giá cho những sai lầm của mình thôi. Đó, để cành quá nhiều mà mình mà nghĩ đi, cái nhánh đó hôm bữa mình đứng lên mình nhúng nó không có bị gãy luôn á, mà sao tự nhiên gió nó quật cái gãy luôn trời, tôi không hiểu nữa. Hôm bữa mưa lớn quá nặng, gió cũng đâu mạnh lắm đâu, rồi rớt rồi trả giá thôi, bình thường phải chịu thôi, trời kêu ai nó dạ các bạn ơi, thì mình dạ là mình trả giá rồi. Rồi là chuẩn bị mình cắt luôn đó bạn. Hôm nay là chắc trên 70 ngày là mình kêu lái vô. Kêu lái vô là chắc chừng 4-5 ngày sau chắc họ cắt luôn đó bạn ơi. Tầm 80, hơn 80 ngày là mình cho cắt luôn, chứ mình không để neo cây. Các bạn nào mà để neo cây tới 90 ngày trái nghe hiều à. Lâu này lâu lớn, lâu trước nè. Thì giờ nó cũng già quá. Ủa nó già các bạn. Lỏ bột chưa. Rồi sau khi xịt lên cơm và sau khi gãy nhánh, gãy nhánh mình đi mình mới biết là nó vàng cỡ nào. Bạn thấy không? Mệt mỏi không? Ra nhìn cái hết muốn làm gì luôn. Hôm qua ra nhìn là mình vô mình là mình nằm luôn. Rồi xin chào các bạn. Các bạn bây giờ là điều đầu tiên cái gì? Gà giống nhánh đi. Các bạn nào mà mới á, gà giống nhánh đi. Rồi chuẩn bị xịt lên cơm. Xịt lên cơm cho mau mau rồi bán các bạn ơi. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Các bạn nào có mua lên cơm thì cứ báo cho mình.